Qua mẹ ade ai re tu vô đời sanh adlay mu dai pa mu sanh gam si pa bu phu ngạ hore ani mu tu vô ni và an wa monitera ta là gan bền bác ái đồ tiếp nối truyền thống cách mạng sẵn sàng ta mai gia la nhọc ngủ và an wa là gan bền bác ái tội xoa pờ độ ta đặc bu pa cạ phụ thuộc ta mai nguồn lực mu nhà nước ở và an wa ta pa lê phước bình hoàn thiện gia la giao thông ta mai sức bật cả phát triển kinh tế xã hội và an wa mu cấp mã số vùng ta pa lê la cây ở trung sữa ta phải lấy phước bình qua mẹ để ai rời truyền thống cách mạng là di sản là ghê ta là càng bền bác ái là càng định tượng truyền thống vẻ vang ni là mu cây ya monitara độ tiếp nối tô thắm sẵn sàng là ghê độ cho cây ya nguồn lực nội sinh là ghê gia lạ vô xây dựng pio là gan bền gia lạ lù rời thụ cội thụ ni monitara ta là càng bền bác ái độ hòa hứng sẵn sàng ta mai gia lạ bảo vệ tổ quốc dễ rồi nào giao quần ai cái giá nếp ta bà lê phước chính độ hồi hộp xen lẫn si cái già tự hào dư nhà thụ lo ai cái giá nếp mù trúng tuyển dư nhà xếp ta ma quân nhân dự bị cả si thụ ani ai paro ta ma chính thức ta ma đường nhập ngũ lau ni ama ai cả si ai nếp ta ma bộ đội dư nhà bản thân ai nếp tổ quyết tâm tô thắm là kê cây gia truyền thống cách mạng ta pơ cả si ya ni là trách nhiệm thiêng liêng ta manuhintara đó là một cái nhiệm vụ rất là cao cả của tổ quốc đã giao cho mình bởi vậy em đã xung phong lên đường nhập ngũ hia là nhiệm vụ là kê pro ta tổ quốc gabre gadre nào ni ate xung phong ta ma gia la nhập ngũ gatite happy doctre meta pale mu là kê ama cả sĩ ai nào nhập ngũ rồi dư nhà rồi phải thao tiếp nối lại truyền thống ta pờ gà ta mà nhập ngũ cả gia nếp paroni là manu lao động ta gia lạ pờ dư nhà pờ ai là bút do dự hoàn toàn ủng hộ quyết định bregat ade ta mà nào nhập ngũ dư nhà truyền thống cách mạng pale là gà trách nhiệm si tổ quốc brok hơn vợ là cả gia cuộc sống dạ hồ rê gia đình rất là ủng hộ để nó đi như vậy, đó là tại vì đó là một nhiệm vụ cao cả. Pơ rê là ủng hộ cả ade nào, dư nhà là xa nhiệm vụ brok. Ade rê mu nào là sẽ trưởng thành meta pa lời, dok pa lời ngạ lu bộ lê kê. Pơ buộc cắm cản ghi ồ, pơ rất là vui mừng cả động viên ade nào. Ta là gần bên bác ái. Pạm lu bộ dư nỉ, monitara tình nguyện nào dạy lạ nhập ngũ. Pơ bu ha lê là nào nhập ngũ nhà ai pi năng toản ta pa lê phước chính cũng tình nguyện chót nào bộ đội cụ hồ thụ ani dỡ pơ ai ca giá toản mu la ghê vui mừng cho lạ a đề toản ta ma khám tuyển nào mu ni là trò bạc mu điều kiện nhập ngũ năm trước thì khám ba bạn được thì trượt cũng buồn nhưng mà năm nay thì quyết tâm đi ni nào khám trò bạc mu trượt nhà rơi buồn thụ ani quyết tâm nào trúng tuyển cũng chơi rất tốt Lu Monitara, ta là gan bền bác ái, mu trưởng thành hơn giải lạ môi trường quân đội. Mày tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng giải lạ vô, ngạc là ghê, và lê là gà. Thụ tòa rô bò xoá tu, xoá plu luma. Ai pi năng nhiên, ta thôn trả co hai, và lê phước tiến. Ngạc quá đơn, nào tình nguyện, nhập ngũ. Mu biên chế ta ma sư đoàn bộ binh đoà. Ai độ nỗ lực, rèn luyện phấn đấu, cả sĩ mu đơn vị cách nạp ta ma đảng, xuất ngũ. Ta bà lời ai tiếp tục nào học cả si thụ tòa rô bò xoá ra tu xa plu ti du. Ai tốt nghiệp lớp trung cấp luật cả si mu bò pio do chức vụ chủ tịch hội cựu chứng minh bà lê. Paroni ai tiếp tục học cả si mu tốt nghiệp lớp đại học luật. Vào môi trường quân đội thì rèn luyện rất là nhiều về vấn đề. Thứ nhất là về chính trị tư tưởng. Môi trường quân đội độ rèn luyện dỡ lu mà nuôi. Lao là vô. Chính trị tư tưởng, đoa là vô năng lực bản chất anạ mà nuôi, rèn luyện ý chí, tâm nguyện, mù chức bộ đội. Đoa quốc là vô đề thơ, vô truyền thống, hào hùng mù dân tộc. Mạ ni là cái gia phấn đấu, vô truyền thống hào hùng chất dân tộc, bản thân cũng nêu prong, vô tinh thần ý chí, tự lực tự cường, mù sức là mà nuôi bộ đội xuất ngũ, may ta ba lê cả thế hệ từ đời hay bì. Là gắn bền bác ái, độ đặt lực lượng đoàn viên, thanh niên ta mà nuôi trung tâm gia lạ vô xây dựng phát triển pale là gà dư nhà vô pato do giữa một vô truyền thống cách mạng mua giữa lực lượng đoàn viên thanh niên mua độ chú trọng
Dự nhà, vô mô nữ tế ra, tự tự hào dạy lạ tà mà nhập ngũ. Dạy lạ thụ anh là gần bên bác ái, độ bề chỉ tiêu tuyển chọn. Lò bước lùm mô nữ tế ra tà mà dạy lạ nhập ngũ, chất lượng tuyển quân hồ rê tổ là ghê. Thụ anh mô, sắp lúc xa gạch lò bước lùm mô nữ tế ra tốt nghiệp trung học phổ thông, cả sĩ giữa mô nữ tế ra, độ sẵn sàng tà mà hồ rê dạy lạ nhập ngũ. Với truyền thống cách mạng, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nên thanh niên bác ái. Si mù truyền thống cách mạng truyền thống là ghê ni, mù mệnh thế hệ monetera ta độ là gần bền bác ái. Ý thức mù bộ kaya nghĩa vụ tổ quốc, nhà tự nguyện đăng ký, ngạc là ghê kaya nghĩa vụ quân sự, cho lại vô giữa trường hợp buộc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự ở. Dự nhà, công tác tuyển quân chỉ và dụng ta giữa vô học vẫn prong, vô sức khỏe là ghê. Dư nhà, bảo ni ngạc nghĩa vụ quân sự cả si xuất ngũ sẽ tạo lưu điều kiện phát triển nguồn ta bà lê. Tự hào, si truyền thống bà lê là gàl. Mô nữ đà ra là gàn bền bác ái, tiếp tục ngạc dỡ thế hệ ama ai nào lâu, ta dạy là bảo vệ tổ quốc.